nhằm hỗ trợ khuyến khích nâng cao hiệu quả chăn nuôi, tạo điều kiện cho các cơ sở chăn nuôi xử lý chất thải. Từ ngày 20 tháng 9 năm 2024, các cơ sở chăn nuôi sẽ được hỗ trợ đến 1 tỷ đồng để xử lý chất thải chăn nuôi, theo quy định số 106 năm 2024 của Chính phủ. Theo Nghị định 106 năm 2024 của Chính phủ, mỗi tổ chức cá nhân được hỗ trợ không quá 50% giá trị sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng một cơ sở đối với chăn nuôi nông hộ, 50 triệu đồng một cơ sở đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ và vừa, 100 triệu đồng một cơ sở đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Nhằm khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi, nhà nước sẽ hỗ trợ không quá 50% giá trị công trình khí sinh học. Theo đó, mức hỗ trợ tối đa 7 triệu đồng một công trình chăn nuôi nông hộ, 300 triệu đồng một công trình chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ và vừa, 1 tỷ đồng một công trình chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Tính đến tháng 9 năm 2024, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có tổng đàn heo hơn 407.000 con, hơn 6,8 triệu con gia cầm và gần 156.000 con trâu bò, dê cừu, với hơn 2.000 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và 175 trang trại chăn nuôi.